tòa nhà Hội Phụ Nữ Việt Nam tọa lạc tại số 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Đây được coi là tuyến đường quan trọng nối liền với đường Lạc Long Quân, đường Vành Đai 2, đường Hoàng Hoa Thám. Hoàng Quốc Việt, Võ Chí Công nên rất thuận tiện cho việc di chuyển tới trung tâm thành phố Hà Nội, khu trung tâm hành chính mới phía Tây, sân bay Nội Bài và các tỉnh lân cận khu vực phía Bắc. Bên cạnh đó, tòa nhà được xem là nằm trong khu vực trọng điểm, nơi có hạ tầng đồng bộ hoàn thiện cả về điện đường trường trạm, tập trung nhiều đô thị hiện đại, các tòa văn phòng lớn. Hãy liên hệ ngay Property Plus qua hotline 0865 364 866 để tìm được văn phòng ưng ý với chi phí tốt nhất.